chào các bạn, mình đến từ asean.vn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn mẫu xe trượt dành cho trẻ em. Đây là hãng xe trượt của Trowell của Mỹ. Và mẫu xe trượt này có mã sản phẩm là KS8001SL. Thì đây là loại xe trượt mà ở phần bánh xe nó có cái phần đèn flash rất là nó bắt mắt và thu hút khi mà mình chạy về đêm. Thì hôm nay mình xin mở hộp phía trên nhé. Rồi, mình xin mở hộp này trước, còn hộp này thì mình ở bên. Thì phần xe trượt này, thì mỗi xe trượt này mình có khoảng 6 màu khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ mở cái màu xanh này của nó. Ok, mình sẽ mở ra nha. Rồi, đây là phần bên trong của mình, có xe trượt. Đây, cầm xe trượt nha. Tay cầm của nó, với lại hai con ốc vặn. Hai con ốc vặn này nha. Rồi, mở ra nha. Rồi, rồi hai con ốc vặn này nữa. Thì hai con ốc vặn này mình dùng để mình vặn cái phần xe này với lại cái phần hai bánh phía đây để mình thay bánh. Rồi, các bạn nhìn kỹ hơn thì các bạn sẽ thấy ở cái phần này nó có cái phần đèn flash nhỏ nhỏ ở trong. Đó, khi mình chạy nhanh cái đèn này nó sẽ chớp tắt như thế này. Đó bạn thấy, đó, nó chớp tắt như thế này. Và thì giờ là ban ngày nó không thấy rõ, nhưng mà khi vào ban đêm bạn sẽ thấy rõ tất cả đầy đủ màu sắc của nó, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp cái xe này vô nha. Rồi sau khi mình mà vặn bỏ cái cán trượt vô, bỏ một cái tay cầm vô, mình lắp tay cầm vô, thì mình sẽ được một chiếc xe hoàn chỉnh như thế này. Rồi các bạn chú ý là cái phần thân cầm này mình không có bật cái nút chuyển chiều cao của cái phần thân xe, tại vì đây là loại xe thiết kế dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Và bạn nếu mà các bạn thấy con của mình ở nằm trong khoảng chiều cao phù hợp để mà sử dụng xe này thì các bạn rất quyền cho bé dùng. Và loại xe này chỉ dành cho loại trẻ toddler, có nghĩa là từ 3 đến 5 tuổi mà thôi. Rồi các bạn ở đây mình có lại hai là một cái là lưỡi lục, là một cái là lưỡi ba ke, thì mình dùng để mình thay bánh xe và mình lắp các vị trí của nó. Rồi, loại xe này thì có trọng lượng khoảng là 3 kg, nó rất là nhẹ để phù hợp cho các trẻ có thể cầm lên và di chuyển nó bất cứ lúc nào, rất là nhẹ, các bạn có thể thấy nó không hề nặng chút nào. Và xe này, phần thân xe này có khả năng chịu lực rất là tốt, và chịu lực có thể chịu được trọng tải của bé, chịu được trọng lượng của bé, và bé có cân nặng khoảng tầm 20 kg thì có thể sử dụng xe này thoải mái và không vấn đề gì. Và các bạn chú ý phần đằng thân sau thân xe này nó có một đại thắng xe nhỏ, và khi mà các bạn chạy bỏ tay muốn dừng á, hoặc mình dùng chân, hoặc là mình dùng phần thắng xe, dùng chân để mình đặt thắng xe phần sau, thì xe nó sẽ gồng dừng. Ví dụ mình chạy như này đó, thì mình dứng vô phần thắng xe này nó sẽ không chạy được nữa, các bạn có thể thấy. Rồi đây là loại xe màu xanh nha. Rồi phần tiếp theo bạn sẽ thấy cái loại xe này khi mà các bé chạy ban đêm. Và mình tin rằng vào dịp Noel sắp tới, khi mà tất cả các ánh đèn đều lên và cái phần đèn xe này mình chạy buổi tối rất là đẹp nha mấy bạn. Nó rất là hợp với không khí Giáng sinh sắp tới. Đó, khi mà mình mua này làm quà tặng Giáng sinh cho các trẻ thì mình tin rằng các trẻ sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng vì món quà này được ba mẹ của chúng tặng. Một món quà tuyệt vời cho ngày Giáng sinh nha. Và mình xin đọc lại mã sản phẩm của loại xe này là KS8001SL. Và loại xe này có hai loại xe, là xe có đèn flash có phần bánh và loại xe không có đèn flash có phần bánh. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là nên mua loại xe có phần flash phần bánh, tại vì nó sẽ rất là đẹp và khiến cho các trẻ có khả năng, có nghĩa là có khiến cho các trẻ sẽ muốn chơi đùa loại xe này thật là lâu hơn nha. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn thấy hứng thú thì xin hãy like và subscribe kênh này để mình có thể mang lại nhiều sản phẩm thú vị hơn và độc đáo hơn.